Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại là tiếp tục làm một cái phù điêu, đó là đầu một chú bò tót. Đấy, đắp nổi sừng nhô ra ngoài. Đấy, thì là mình là quay video công đoạn làm từ đầu đến cuối, các bạn xem thấy hay, share, like, subscribe ủng hộ mình nhé. Thank you.